Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft CLB Salmon. Sau một khoảng thời gian lặn lội thì mình và mấy em Pokemon cũng đã đi tới cái vùng cần đến rồi. Đây là cái vùng băng tuyết ha, là nơi có rất là nhiều Pokemon mới mà mình chưa có kiểu như là biết đến luôn. Nên bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám phá trước một vòng đi ha. Gần đây mình thấy có cực kỳ nhiều những cái viên đá băng luôn nè. Sau này mình sẽ cần viên đá băng này để tiến hóa một em Pokemon khá là dễ thương luôn á. Được nha, được nha. Ồ, và bên vùng này mình còn gặp được em 500 nữa nè. Dương Chalion, chúng ta sẽ bắt em 500 này. Là em đầu tiên ở bên vùng đất băng á. Ấy, khoan. Đây. lại. Rồi, em này thì chắc chỉ cần với level ball là bắt được thôi. Mình nghĩ vậy. Rồi, thử nhá. Được không? Ý, được nè. Rồi luôn. Nhân phẩm của mình trở lại rồi. Đây rồi. Bắt là phải được liền như vậy nè. Một xíu đánh boss cũng vậy nha. Đây là Pokemon gì đây? Trời. Ba sao hệ băng luôn. Vô. Cũng khá là lâu rồi. Inteleon, Pokemon khởi đầu của mình chưa được cùng mình tham chiến á. Bữa nay sẽ cho em tham chiến luôn. Và đối thủ lần này chính là Ryogono. Trời ơi, cái tên cái quá tên khó đọc thế. Rồi, mình sẽ tấn công ha. Coi. Wow, cũng kéo được khá là nhiều máu đấy. Inteleon vẫn khá là khỏe ha. Vẫn có thể đủ gánh tem được. Rồi, liệu rằng có kết thúc được cái em boss này trong đoạn tiếp theo hay không? Sniper shot thêm một lần nữa. Kịp hay không đây. Được luôn. Vậy là chúng ta đã thành công đánh bại cái em băng này rồi. Mình sẽ thử bắt luôn á. Em này thì chắc mình sẽ bắt bằng Ultra Ball đây. Bây giờ Ultra Ball là tỷ lệ bắt cao nhất ở ngoài này rồi đó. Được. Được luôn nè. Trời, mình bắt được một em boss 3 sao luôn. Rồi. Ôi, em này có thể Dynamax luôn hả? Ở đây cái Dynamax của em ở cái mức 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mức 6 luôn rồi. Như vậy thì khi mình bắt những em Pokemon ở trong chỗ đánh boss á, mà em Dynamax đúng không? Là mình có thể dùng được liền luôn á. Mình khỏi phải cho ăn kẹo. Xịn vậy. Em Inteleon của mình thì... Nè, ở đây em Inteleon của mình chưa có... được Dynamax. Đây là Mew à. Ủa, Mew dùng này lạ vậy. Ui, Mew dùng này mà lông màu xám cơ. Này, bình thường Mew sẽ lông hơi vàng vàng đúng không? Được, bắt luôn nha. Bắt Mew luôn nha. Qua dùng mới cái là gặp được cái đống thứ lạ luôn. Thích thiệt. Rồi, được luôn. Một phát ăn luôn nè. Đây là Mew ha. À, mình biết tại sao em này có hình dạng khác rồi. Em là Mew Galarian á. Đây, có tên luôn nè. Mew Galarian á. Nên sẽ có hình dạng khác một xíu. Rồi em... Ê! Em còn có dạng Mew Gigatamax nè. Mew mình dài. Có cái mình kìa. Dài ngoan luôn. Ồ, và mỗi dùng thì em sẽ có những hệ khác nhau. Chẳng hạn như Mew thường á, thì sẽ hệ thường. Mew Alola là bóng tối đúng không? Còn Mew Galarian là hệ thép. Được. Một điều khá là thú vị á. 11 mình mà có nhiều kiểu như là bát súp Dynamax á, thì mình sẽ cho em ăn á, để em thành mèo mình dài. Khá là hay luôn. Ừ, nói tới Dynamax mới nhớ. Hay là bây giờ chúng ta đi tìm cái vùng đảo nấm đi. Mình có search Google thì cái chỗ mình đang khám phá nè, nó cũng khá là gần một cái đảo nấm ấy. Nhưng mà không biết chính xác nó nằm ở hướng nào thôi. Ok, giờ thì cứ đi khám phá trước đi ha. Mình sẽ ở cái vùng băng tuyết này một thời gian nữa đi. Rồi chúng ta sẽ đi tìm cái vùng đảo nấm. Bữa nay mà chế tạo được cái bát súp Gigatamax đó thì coi luôn. Quá dở luôn á. Ồ, ở đây có em chim. Em chim này... là chim lửa hả? Nếu mà chim lửa thì mình coi mình bắt bằng bóng nào vậy ta? Hôm nay Ultra Ball có thể bắt được một em
3 sao rồi thì mình nghĩ 4 sao vẫn có thể bắt được á. Được, vô thử nha. Mình sẽ cho Intellian vô thêm một trận nữa đi. Nay cho em ra gánh tem bữa coi. Rồi. Em này có tên là Talon Flame á. Càng á. Rồi, tấn công. Intellian có vẻ kéo rỉa máu khá là tốt này. Một đòn là đã nửa cây máu rồi. Giờ thì đợi cho đồng đội mình tấn công rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục tấn công thêm một đòn nữa ha. Wow, em chim lửa này nhìn mặt ngầu đấy. Sniper shot thêm một lần nữa. Kết thúc trận chiến hay không? Chiến thắng luôn. Rồi rồi rồi, tới công chuyện luôn. Ultra Ball. Mình sẽ đặt niềm tin vào quả bóng lần này. Chịu hay không? Chịu. Nope. Ý, trời. Xíu nữa thì được rồi. Tiếc thế. Phải bắt được em đó là thì hay biết mấy ha. Ủa? Hình như đây là em Pokemon chim cánh cụt mà mình thường hay gặp ở trong mấy cái hội quán đúng không ta? Ủa, hình như vậy á. Thử coi. À đúng rồi nè. Đây là em chim cánh cụt mà thường mình gặp trong mấy hội quán nè. Được nha, nay có dịp gặp rồi. Mình sẽ chiến đấu với em một xíu ha. Ui nhưng mà lần này mình đưa Tyrantrum không biết là có gánh tem nổi hay không. Mình sẽ bắt em này nhá. 3 sao thôi. Ultra Ball. Hãy làm nhiệm vụ của mình đi. Được hay không? Được hay không? Nope. Trời ơi, hụt nữa. Cái này chỉ cho bắt có một lần à. Hụt là thôi à, không cho bắt thêm. Phải chi mà được bắt nhiều lần giống như những em Pokemon ở bên ngoài thì hay ha. Đằng kia là tòa tháp. Trời ơi. Đây là tòa tháp hệ nước rồi. Trời, mừng hụt luôn. Tưởng đâu gặp được tòa tháp hệ bóng tối chứ. Cái này là cuộn sách bí kíp vô công hệ nước. Tiếc thế nhờ. À như vậy thì cái tòa tháp này á, nó không chỉ xuất hiện ở vùng bờ biển cạnh rừng đâu, mà những cái vùng băng tuyết nó cũng có thể gặp nữa ha. Wow. Vậy là chúng ta có nhiều cơ hội hơn để gặp rồi. Không sao hết. Không có gì phải buồn hết. Nhỡ không gặp thì buồn một chút thôi. Ok. Mình đã tới được một cái đảo nấm rồi. Oh my god. Đây rồi. Đảo nấm đầu tiên. Ui, thích nha. Ở đây còn có ai đây? À còn có trainer lên tới cái đảo nấm này luôn rồi. Ghê thế. Và khi lên đảo nấm này thì mình cần phải tìm thiệt là kỹ từng ngóc ngách nha, để chúng ta tìm ra một cái loại nấm rất là đặc biệt luôn. Chỉ xuất hiện ở trên cái đảo nấm này thôi ha. Để mình tìm một xíu cái đã. Coi có không. Mình sẽ review cho các bạn xem. Nấm có không? À đây rồi. Mình đã thấy một cái nấm đầu tiên rồi. Nó nè. Cái này có tên là nấm mắt ha. Nấm này thì mình có thể kết hợp nó với thêm hai cái nấm nữa, tổng cộng là 3 nấm, thì mình sẽ làm ra được một bát súp mắt ha. Cái này thì cho Pokemon ăn vô là hơi bị đã đó nha. Rồi, có được một cây nấm đầu tiên rồi. Tặng thêm 2 cây nữa cơ. Có không? Ở đây còn không? Còn đi mà. Ui, hết rồi hả? Gì mà bèo dữ vậy? Hơi bèo nha. Nguyên một cái vùng rộng như vậy nè mà mình hái được đúng có một cây nấm thôi. Không biết trên nguyên cái đảo nấm này thì sẽ có được bao nhiêu cây ha. Ôi, dưới này có thêm nè. Wow. Lụm thêm một cây nữa là được 2 cây rồi. Gần đủ làm được một bát súp rồi. Cố lên. Tìm cho kỹ mới được. Ở này còn không? Nè, có luôn. 3 cây nấm rồi. Đủ chi tiêu để làm được một bát súp rồi á. Quá đã. Trong này thì còn không nha? Trong này có vẻ không còn. Bên này thì sao? Bên này cũng không luôn. Wow, cũng căng ấy. Và trên cái đảo nấm này thì mình thấy đa số là những em Pokemon nấm này nè. Úi, có cây nấm luôn. Pokemon nấm đứng cạnh cây nấm. Được, hợp lý. Rồi, những cái em cua nấm nữa. Đa số là hai loại Pokemon đó ha. Phía bên này có thêm một cây nấm nữa nè. Vậy là chúng ta đã có 5 cây nấm rồi. Lây quay là gần 6 cây rồi ta. Đã vậy.
Cho thêm một cây nữa đi. Một cây nữa làm được hai bát súp nào. Có không? Hết rồi. Ui, cho gì cho nửa vời vậy? Cho thì cho hẳn 6 cây đi. Người ta về ta làm hai bát súp chứ. Rồi làm một bát súp người ai ăn ai nhịn. Có thêm không? Hình như hết rồi á. Ồ, hình như hết rồi. Trời ơi, nguyên cái đảo to đùng mà được có đúng 5 cây nấm á, là đủ hiểu cái loại nấm này á, nó quý giá và nó hiếm đến mức nào. Phải chắc chiêu từng cây mới được. Ồ, và bây giờ sẽ khó hơn cho mình ở công đoạn là chọn Pokemon nào sẽ được ăn cái bát súp này nè. Ê, đây. Đây còn cây nữa, vậy là được 6 cây luôn nha. Nguyên cái đảo to đùng được đúng 6 cây nấm. Trời đất ơi. Ở đây có gỗ không? Ô xong đây không có gỗ rồi. À, nhà. Cái nhà y tế. À đây. Bên đây có gỗ luôn. Mình sẽ tranh thủ mình ghé qua đây mình chặt ít gỗ ha. Để chúng ta còn chế tạo nữa chứ. Chúng ta sẽ chế tạo ra một cái tô trước ha. Từ cái tô thì mình mới làm ra được cái bát súp lận. Đây, mình sẽ làm hai bát súp luôn. Một bát, hai bát súp. Rồi, cái này á, mình sẽ cho Pokemon ăn để ẻm có thể trở thành dạng Gigatamax á. Ví dụ, coi mình có Inteleon nè. Đây là Pokemon đầu tiên mà mình sở hữu luôn. Cũng giúp đỡ mình giai đoạn đầu rất là nhiều. Nên mình muốn tặng cho em ấy một bát ha. Cũng như là để cảm ơn ẻm luôn. Đây, đó, Inteleon đã ăn cái bát súp rồi. Và bây giờ khi mình kiểm tra cái thông tin của ẻm, thì ẻm đã có ký hiệu ở đây rồi á. Ký hiệu này hơi bị VIP đấy, không phải em nào cũng có đâu. Rồi, và cái cấp độ Dynamax thì hiện tại thì em chưa có cấp nào hết. Nên mình sẽ cho em ăn những cái viên kẹo này. Kẹo Dynamax ha. Mình có 5 viên thôi, nên mình sẽ cho Inteleon ăn trước 5 viên. Đây, và sau đó kiểm tra lại một lần nữa. Thì, đấy, đã lên được một xíu rồi nè, được phân nửa cây rồi nè. Quá dữ luôn á. Rồi, giờ thì muốn cho em trở thành dạng Gigatamax thì trước tiên mình phải đeo dòng Dynamax vô. Sau đó thì thử nào. Thí nghiệm nào. Mình sẽ khiêu chiến với một em bất kỳ đây. Đây em này đi. Pharaoh. À kìa, sao chạy. Này thì chạy nè, vô. Chuẩn bị nha. Ui, thắng luôn rồi. Chưa kịp thấy em nữa. Ồ, ở dưới này có một em. Em Gigados màu đỏ đẹp phải. Gigados shiny. Trời. Đẹp vậy. Mình muốn bắt em này. Chưa, để mình bắt em này trước đã. Rồi chúng ta sẽ review Inteleon sau khi Dynamax ha. Rồi, mình sẽ tung Deep Ball để bắt thử Gigados shiny ha, coi được hay không. Ủa, có vẻ là được luôn. Nhân phẩm cao. Một phát ăn luôn á. Để mình kiếm một cái đối thủ nào mạnh một xíu cho Inteleon mình Dynamax coi. Mình muốn Dynamax lắm á. Nhưng mà chưa gì là đã thắng rồi. A few moments later. Zacian. Mình đứng trên cái đảo này mà cũng xuất hiện Zacian nữa nè. Có duyên lắm mới gặp nhau á nha. Ôi, Zacian này có cầm kiếm à. Wow. Ôi, phải bắt cho được em này thôi. Mình sẽ đem ra một em mình tin dùng để bắt Pokemon nè. Đó chính là Katana. Đây là lúc mình cần Katana lắm luôn. Wow. Quá đã luôn á. Cứ từ từ thông thả mà bắt Zacian thôi, không có gì phải vội hết á. Ui dồi ôi, giờ mà mình có thêm dạng Zacian cầm kiếm này nữa thì nhức nách luôn. Cố lên. Có vẻ là hôm nay nhân phẩm của mình khá là cao ha. Vừa gặp đảo nấm mà còn vừa gặp Zacian cầm kiếm nữa. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu tung những quả bóng chứa đầu tiên để chinh phục Zacian ha. Hồi hộp quá à. Không biết lần này mình có đủ may mắn để bắt được ẻm hay không đây. Ui mạnh chưa kìa. Đánh bại Tyrantrum trong một hit luôn. Mạnh như vậy thì không về đội của anh thì anh hơi bị tiếc á. Về đội anh đi. Ui. Xít được. Về đội anh đi. Anh có Zamazenta cầm khiên rồi.
Em cầm kiến nữa là thành bộ đôi quỷ diệt đó. Chịu đi nha. Chịu đi. Nope. Lần này đi. Em đã chịu về đội của mình rồi. Sao mà chạy được khỏi anh? Ra xe anh cầm kiếm. Đây mình sẽ cho em vô. Zumbai này đi ra chỗ khác nha. Mình đang bắt Pokemon mà nó gình gình, nó hù mình hoài á. Cay thiệt. Rồi, mình sẽ đưa Zacian cầm kiếm này vô ha. Thay vào đó cho một em Zacian cũ của mình. Em Zacian đầu tiên mình bắt được không có cầm kiếm ấy. Đây mình sẽ đổi kiếm cho nhau nha. Vậy đi nha. Rồi và bây giờ Zacian cũ của mình á đã có thể biến thành dạng cầm kiếm á. Rất là đã luôn. Đây. Đó. Xin xin xin. Hòn đảo may mắn mình phải đặt tên cho cái đảo này thôi. Đợi mình xíu. Rồi, hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại những hòn đảo may mắn tiếp theo á. Đây là một trong những hòn đảo may mắn nhất mà mình từng ghé qua luôn á. À, giờ thì chắc đi thôi nào. Chúng ta cùng nhau đi. Ủa, mà tao tự nhiên mình cho em lội nước ta. Mình vẫn còn một cái mắt súp á. Thành thử ra mình sẽ cân nhắc và xem coi mình sẽ cho em Pokemon nào ăn cái bát súp còn lại đây. Khó lựa chọn quá à. Em nào cũng xứng đáng nhận được cái bát súp nữa đó. Ừ, nhưng mà khoan, để mình cho em Intel lên của mình trở thành dạng Dynamax. Ủa, Gigatamax một phát cái đã. Từ nãy tới giờ chưa nhìn thấy dạng Gigatamax của em luôn á. Mình thử thêm một lần nữa nè, coi được hay không. Chẳng lẽ bắt hoài bắt hụt hoài sao? Ừ, hụt thiệt cơ. Người nhà quê vậy. Ôi, sao hụt hoài ấy nhờ. Không biết trong đây có cái bí kíp nào để mình bắt phát nào dính phát đó không ta. Mình đi kiếm cuốn bí kíp để mình học liền á. Chứ bắt hụt hoài. Nhiều khi mình gặp mấy em mình muốn bắt á, nhưng mà bắt hụt xong cái kiểu bị tiếc ấy. Cuối cùng cũng gặp được một đối thủ rồi. Vô Intel lên. Cơ hội chúng ta Dynamax này. Ủa, Gigatamax này. Rồi rồi rồi. Ô. Wow, Intel lên của mình. Gigatamax xong là sẽ tạo ra một cái, cái này giống như cái cột nước vậy á. Rồi sau đó em đứng tít ở trên để em bắn kìa. Này Intel lên, mình đang ngồi cục làm xạ thủ bắn tỉa nè. Được, anh sẽ cho em bắn Howden ha. Ui, bắn được luôn nè. Bắn hơi bị mạnh đấy. Wow, ghê nha. Rồi và mình được một cái viên đá Zeta Bunium ha. Cái này hơi lạ, mình sẽ cất bỏ túi trước. Quay quay quay. Em Intel lên của mình Gigatamax hơi bị chết luôn. Đã thì chứ. Còn cái bát súp này, mình cực kỳ muốn cho một em nào đó, chẳng hạn như là Urshifu nè. Urshifu thì cũng có thể Gigatamax ha. Rồi Charizard cũng có thể Gigatamax nè. Đó, hai em này. Mình thấy hai em này là tiềm năng nhất luôn á. Urshifu thì nếu mà Gigatamax thì sao đây. Wow wow wow. Ui, đẹp quá à. Không chỉ đẹp đâu mà còn rất là mạnh đấy. Em nào mình cũng muốn Gigatamax hết. Cay thế nhờ. Có cách nào nhân đôi bát súp này lên không? Nhân đôi lên cho hai em ăn là công bằng nhất á. Thôi nói chứ ít hôm nữa mình sẽ gán tìm thêm thật là nhiều những cái đảo nấm khác á. Rồi chúng ta sẽ đi hái nấm thêm á. Chứ hôm nay thì có 6 cây nấm thôi à, nên chỉ làm được đúng 2 bát súp á. Ừ, mình đã trở lại cái vùng mà cái vùng này là vùng gỗ sò sẫm rồi nè. Đây là nơi có thể xuất hiện Necroma á. Đúng không ta? Mình đọc đúng tên em không ta? À đúng rồi, Necroma. Hôm bữa gặp em boss trong cánh rừng này nè, hơi bị vip luôn. To đùng. Giờ gặp thêm một em tầm cỡ vậy nữa là tuyệt vời luôn á. Ừ quên ta, hồi nãy giờ mình quên cho Zacian vô chiến đấu nha. Quên mất em mới có kiếm nên muốn cho em chiến đấu một xíu. Để mình tìm đối thủ cái ha, rồi cho Zacian vô chiến đấu. Đây đây đây, đối thủ em xuất hiện rồi. Zacian ơi. Vô nhá, bữa nay cho em cầm kiếm xúc em này luôn. Vô, xúc đi em. Xúc con boss đi. Để kêu chiến đi. Ok. Ngại vết bẩn à. Mình kêu lại đây để kêu chiến. Em ơi là em, mình có khiến rồi, mình sợ gì. Vô. Lại kêu chiến đi. Đợi mình phóng bóng chứa mới chịu khiêu chiến à. Trời ơi. Rồi ok. Vô nè. Mình sẽ chiến đấu với Manatric Boss này. À, bằng kỹ năng nào trước ta? Đòn đầu tiên.
Ồ, nửa cây máu của Manetric nha. Đừng có đùa, mặc dù là bị dính hiệu ứng điện rồi kìa. Nhưng không sao, thêm một đòn nữa nào. Cố lên Jason, cố lên. Ôi no. Lần này thì được không? Được đi, được đi. Rồi, hên quá. Chiến thắng xích xò luôn á. Em Jason còn đúng 10 máu thôi. Chút xíu nữa là đi luôn rồi. Và mình được một viên đá Z. Cho hệ tâm linh. À, cái này cho Mewtwo được nè. Mewtwo có rất là nhiều kỹ năng hệ tâm linh đó. Nên cho Mewtwo ha. Nhưng mà nãy giờ mình AFK ở đây cũng hơi lâu rồi đó. Mà không thấy Necroma xuất hiện ấy. Buồn vậy. Ở nhà mình á, lần trước thì chúng ta có farm được khá là nhiều những cái kẹo Dynamax. Bây giờ mình sẽ gom cái mớ kẹo đó ra và cho Intel Leon của mình ăn ha. Để cho cấp độ Dynamax của em là cấp cao nhất luôn. Thôi, ăn đi. Ăn đi chừng nào ăn no phình bụng đi thôi. Ô, xong rồi nè. Hình như em no rồi. À không, em đầy rồi chứ nhầm. Đó, cái thanh Dynamax level của em đã đầy rồi ha. Wow. Được, được, được. Vậy thì mình sẽ cho em đi quẩy thử coi. Đầy cái thanh đó thì chắc sẽ rất là mạnh đấy. Mấy em này, à 3 sao à, ok 3 sao cũng căng rồi. Vô. Mình sẽ thử trước với em 3 sao coi có one shot được hay không á. Rồi, Dynamax chứ vậy. Intel Leon cũng Dynamax luôn. Rồi, Dynamax nè. Đòn đánh đầu tiên. Ồ, chỉ kéo được nửa cây máu. Ồ. Ui, nhưng mà nhìn Intel Leon đứng ở trên cái cột này nhìn đã ghê ha. Ôi, cái này không phải cột nước đâu, cái này hình như là cái đuôi của ẻm ấy. Hình như đây là cái đuôi của ẻm và tạo thành một cái cột giống như vậy nè. Xịn thiệt ấy. Rồi, kết thúc trận chiến với em này thôi. Boss 3 sao á. Em này thì mình đã sở hữu rồi á, nên mình sẽ không có bắt thêm á. Đây là boss à? Boss Diglett cấp epic luôn. Này thì boss cấp epic. Sub boss luôn á chứ. Trời ơi, cấp epic thì chỉ một hit thôi. Quá dở luôn. Mình đã có nhân tố gánh tay mới rồi. Đó chính là em Intel lên Pokemon khởi đầu của mình. Vẫn là cái dùng đầm lầy này. Lần trước mình gặp Eternatus, lần này là... Ủa? Ủa, mình cứ tưởng đây là Shiny chứ. Trời, đây là boss à. Ờ, mà công nhận đây cũng là boss Shiny nha. Tưởng đâu bắt được một em Eternatus màu đỏ chứ. Trời ơi. Cô kìa. Rồi mình sẽ thử thức Intel lên luôn á. Để coi dạng Gigatamax của em sẽ đánh như thế nào với Eternatus đây. Cũng không ăn thua lắm nha. Hơi căng á. Gánh tem được không Intel lên? Cố lên. Ui, em 500 mấy máu luôn. Quá trời cháu luôn. Ồ nhưng mà rồi teo lên rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi đại dương ơi. Gặp Eternatus là đối thủ đáng gờm rồi. Không thể dễ dàng mà đánh bại giống như những em trước ha. Ai chết tiệt. Giờ thì tới ai giờ? À, Jason. Jason mới có kiếm nên chắc gánh tem được ấy. Eternatus hả, đón nhận đi. Moonblast nè. Mình sẽ dùng Moonblast để tấn công rồng Eternatus ha. Jason cũng gây được sát thương nhưng mà không có nhiều lắm á. Thêm một đòn nữa. Nổi không? Moonblast nè. Có vẻ Jason sẽ chiến thắng đấy. Đúng không? Một hit nữa, cố lên, cố lên. Rồi, chiến thắng rồi. Nhờ hai thành viên Jason và Intel Leon á, thì chúng ta sẽ chiến thắng rồi. Nhưng mà hai em này đều trọng thương hết luôn. Uầy, Eternatus mạnh thiệt sự ấy. Ồ, và phía bên này còn có một cái Ultra Beast Chest nè. Mở thử coi. Wow, cho mình một viên đá giáp thể bỏ. Ok, giữ luôn. Uầy, như vậy thì mình ở đây mình cũng có thể farm Eternatus để lấy những cái viên kẹo Dynamax á. Nhưng mà hơi lâu xuất hiện nha. Kiểu mình cũng khá là nhân phẩm ấy chứ. Mới qua đây lại gặp liền là mà đúng ngay cái chỗ mà lần trước mình bắt được Eternatus luôn hay. Lần trước mình bắt đâu đó bên đây nè. Chưa, để mình qua đây coi. Mình nhớ như in luôn. Đây. Lần trước mình bắt ngay đây nè. Đằng này quay lại thì gặp boss đằng kia. Mình được cái thành tựu gì cơ? Giờ phiếu luôn. À,
cái thành tựu khám phá tất cả các quần xã. Húng hồn chim én tưởng đâu được cái thành tựu gì dữ dằn chứ. Ok, thành tựu đó cũng được đi. Hình như mình tới cái vùng, cái vùng này là vùng Misa rồi thì phải. Chính xác luôn. Đây cũng là một vùng đất mới mà mình... Ô, ô, mình gặp boss rồi. À không, cái gì, Pokemon Ultra Beat rồi. Trời ơi, la làng la lửa lên. Chưa, em này thì mình sẽ dùng một em nào đó có thể đánh chắc cú á. Tại vì hơi hơi hiếm gặp một xíu. Đừng có la nữa, xin đấy. Em này la đúng ồn luôn á. Rồi, máu đã kéo rất là hấp rồi. Bắt thôi. Em này thì nên dùng Beast Ball nha. Là Pokemon Ultra Beast mà, nên dùng Beast Ball bắt sẽ dễ hơn á. Được không? Đó. Ăn luôn. Kiểu như Beast Ball là khắc chế của mấy em này á. Nè, mình bắt được em luôn rồi nè. Yeah, quá đã luôn. Rồi, đưa vô em này hơi hơi ồn ào một xíu. Em là một Pokemon thuộc hệ rồng và bóng tối á. Ui, cái dạng shiny của em đẹp chưa cơ. Nhưng mà tiếc quá, em mình chỉ là dạng hờn thôi. Trời ơi, sao mình ngồi, cái thế ngồi của mình gì kỳ vậy ta. Cửi em này mình ngồi nó không được đẹp cho lắm nha. Rồi, thôi kệ, em đó 21 vô làm tăng cơ cũng được á. Em được cái là máu trâu á. Hợp lý, hợp lý. Wow, vậy là cái em Guzzlord đó tìm được ở cái vùng này à. Bảo sao mấy lần trước mình ở vùng Ultra Deep Sea á. Mình áp ca miết mà mình đâu có gặp đâu. Thì ra là em tít ở vùng này lận. Trên đường về thì mình đã suy nghĩ lại rồi. Chắc mình sẽ dùng cái bát súp Dynamax cuối cùng này. Bát súp Max cuối cùng này cho Charizard nha. Còn cấp phu cũng như là Urshifu của mình thì mình sẽ lựa một ngày thích hợp nào đó cho hai em này cùng ăn để cùng Gigantamax sao ha. Hai em này thì một cặp mà, nên mình sẽ cho chung một ngày. Còn Charizard, mình sẽ cho em ăn cái bát này. Mình rất là háo hức để thấy được dạng Gigantamax của em á. Để coi Gigantamax em như thế nào đây. Thử nhá. Đồ. Trời ơi, Charizard kìa. Quá là đã luôn. Trời trời trời. Với sức mạnh này thì trong chiến thắng phá sao thì chắc chắn Charizard sẽ cùng mình có thể gánh tem rất là dữ nha. Nhưng mà em chưa có được ăn mấy cái kẹo Dynamax á, nên máu chưa có nhiều lắm. Chắc mình sẽ cho em ăn thêm một chút kẹo để chúng ta tăng lượng máu của em khi mà Gigantamax lên ha. Đây, cho em ăn một ít nè. Rồi, trước mắt là vậy nha. Hôm nay thì chúng ta đã có hai thành viên được ăn súp Dynamax rồi. Đó chính là Charizard và Pokemon khởi đầu của mình, Inteleon. Đồng thời thì mình còn sở hữu dạng Zacian mà cầm kiếm cơ. Đây là cái dạng mà mấy lần ngày trước mình còn đi tìm á, mà hôm nay vô tình gặp trên một cái đảo may mắn luôn. Quả là một ngày tuyệt vời. Còn về sức mạnh của Charizard Gigantamax thì chúng ta sẽ được kiểm chứng vào chiến khám phá sau ha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chiến khám phá may mắn ngày hôm nay. Hy vọng trong chiến khám phá sau thì Inteleon và Charizard sẽ có những màn thể hiện xuất sắc ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.